Rồi hello, em xin chào anh em chú bác nha. Thì chúc anh em chú bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe ha, thành công trong công việc và cuộc sống ha, hạnh phúc bên gia đình thân yêu nha anh em. Hôm nay em có số máy nè, máy pin máy điện em đều có nha anh em. Đây em có cái đồng hồ đo áp suất nè ha. Thì anh em thương em cho em xin một like lượt đăng ký nha anh em, một like một lượt đăng ký. Anh em nào yêu mến em hơn nữa cho em xin một lượt chia sẻ, em xin cảm ơn anh em rất nhiều nha. Em xin chân thành cảm ơn những anh em đã ủng hộ em clip vừa rồi ha. Thì clip vừa rồi của em là số 32 ha. Thì clip này em sẽ tiếp tới là số 33 tới 3 tới nha anh em. Bắt đầu từ 33 đi nha anh em. Em không tính từ số 1 nha. Tính từ số 33 đi thì anh em cứ nói số máy thì em sẽ alo cho em thì em sẽ báo giá luôn ha. Thì đây em có máy pin rồi, máy điện đều có đủ nha anh em. Máy phay nè anh em ha, máy phay nè. Đó. Cái này mấy phần ấy nè ha, em bán rẻ rẻ cho anh em về anh em sử dụng ha. Anh em thì em bán rẻ rẻ thì em cũng đã tính là bớt tiền cho anh em để anh em về vệ sinh ha. Máy này là toàn bộ là em chưa vệ sinh nha, em chỉ kiểm tra trơn tru để nó chạy thôi nha anh em ha. Thì em báo trước cho anh em vậy nha, anh em mua về thì anh em vệ sinh lại giúp em cái nha. Rồi thì cái này là từ công xuống cho nên là máy á, em đó là nó nguyên vậy đó anh em chỉ rửa sơ hoặc là em chỉ là làm cho nó trơn tru để nó chạy thôi ha. Đó, nói chung là vậy. Thì cái nào mà hơi dơ quá thì mong anh em thông cảm giúp em nha. Ví dụ mà máy hơi dơ quá thì anh em chịu khó vệ sinh lại giúp em cái nha. Rồi thì để em quay camera xuống thì em giới thiệu luôn ha. Thì trước tiên thì cái phần bên thanh toán bên em á là anh em chuyển khoản thì em sẽ bao ship nha. Đó. Tất cả mọi đơn hàng nha anh em. Còn anh em nào không chuyển khoản thì anh em cọc giúp em nha. Thì anh em cọc á thì tất nhiên anh em phải chịu phí ship nha anh em ha. Em báo về luôn nha ha. Rồi thì đầu tiên đi. Đầu tiên em sẽ bán hai con sát này nha anh em. Đây hai con sát của Hiti nha anh em, để em kẹp pin cái nha. 18 luôn nha, pin 18. Còn hai mắt nha. Thì có pin nào thử pin đó anh em ơi. Rồi. Thì đây là con Nati nha anh em. Nào. Đây Nati nha. Đầu không kẹt nha anh em. Cũng là loại bể chân tiếp tục nha anh em, bể một chân bên đây nha anh em ha. Rồi. Một cặp để em kiếm còn đâu rồi, em thấy mới thấy còn đây. Cái con này chạy không nha anh em, con này còn nguyên nha anh em ha, con này còn nguyên ha. Không biết anh em có thấy chá không nữa. Rồi con này không chạy nha anh em, im ru nha. Đó. Ok chưa? Đó, em bán hai con, một con chạy. Mắc in China nha anh em. Ha, hàng xuất Nhật nha anh em. Rồi anh em đây là con Hi ớ con Nati nha anh em, là 108 ha. EZT 108 ha, thì mã nó là vậy. Con này nó không chạy nên em gu nha anh em. Thì cái này là một nó là chân ha, chân hai là cái motor nó bị kẹt rồi, nó chỉ vậy thôi à. Rồi đây là em có một cặp nha, con này chạy ok nha anh em ha, con này chạy ok ha, đảo chiều đó anh em đầu à. Này là có 18 cấp trượt, một cấp phang nha anh em ha. Thì anh em mở vít gần xa vậy đó mà nặng nhẹ vậy đó tùy theo anh em chỉnh ha, cấp trượt nha anh em. Chỉnh lớn lên, tất nhiên là anh em mở chỉnh càng lớn thì mở ốc vít tròn bự nha, đơn giản là vậy thôi anh em ha. Thì con này nó bị mất cái góc nè anh em ha, mất cái góc này. Rồi em bán với anh em một cặp này nha anh em. Đây em có tặng cho anh em cái vỏ pin này luôn nha, nè cái vỏ pin này luôn. Con này về anh em vẫn xài được nha, đó vẫn xài ok nha, thấy không? Nhưng mà bị mất lỗ nè, thấy không? Rồi em bán vậy nha anh em ha, 250.000 nha anh em, giá là tuyệt vời cho anh em luôn á. Tại vì cái này hai con này nó ít chết lắm anh em ơi, nhưng mà tại vì có một cái là em không có tháo ra, em vệ sinh nó thôi. Số 33 nha anh em, bắt đầu mình tới số 33 đi nha anh em. Số 33 là 250.000 nha. 250k này anh em chuyển khoản em vẫn bao ship nha. Cái giá tiền này là em không có cộng phí ship nha, nhưng anh em chuyển khoản em vẫn bao ship nha anh em. Đó là tại vì em buôn bán thì em không cộng phí ship, tại vì phí ship nếu mà cao quá rồi anh em mà chuyển khoản cái nữa là nó nút lút luôn, cho nên em không có cộng phí ship ha. Thì anh em hiểu cái câu nói của em nói thì anh em sẽ ấy thôi. Rồi thì cái này là số 33 250.000 nha anh em, chuyển khoản em vẫn bao ship ok nha. Đó thì một con chạy là một con không có chạy nha, không có chạy mà không có nhấp, không có im gu luôn anh em, tức như là nó bị ruột một cái chân nào đó hay là nó chân nó tiếp xúc nó bị vấn đề gì đó, đó anh em ha. Con này ở con ở sau là China, mà con ở sau ở này là ra băng nè anh em đó. Con này là ra băng nè, mất cái tem chỗ này rồi, nó là ra băng ha. Rồi đầu kẹp người lên nha anh em, đầu kẹp chân chu. Cái đầu kẹp này con bên đây là nó hơi bị kẹt nha, anh em về xịt G7 vô ha. Rồi cho qua số 33 nha anh em. Thì anh em thương em cho em xin một like và đăng ký nha anh em.
Thì em cũng xin chúc anh em năm mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe luôn nha, thành công trong việc và cuộc sống nha anh em. Thì Tết tới anh em ơi, mua về cài Tết anh em ơi ha, em cũng gắng cài Tết nữa. Đây này rồi, không có vỏ pin rồi, đây đeo tóc nha anh em đó, đầu không kẹt chân chuông nha anh em ha. Đó. Cái thắng này nó lâu ngày nó hơi bị yếu tiếp xúc nha anh em, nói không thắng không, anh em buông mạnh ra chừng vài lần là nó sẽ thắng ha. Rồi đây là có một cấp đảo chiều nè anh em, có lộn một cấp nhanh chậm nè ha. Đó, đầu kẹp này, đầu kẹp 10 ly nha anh em, này nó có 22 cấp trượt nha, 22 cấp trượt một cấp phan, để em quay cái camera lại cái cháo quá rồi. Rồi 22 cấp trượt một cấp phan nha anh em ha. Đây là một cấp nhanh chậm nè, đó con này là của Hitachi 12V nha anh em, không biết anh em thấy không nữa ha, Hitachi 12V nha anh em, này nè. Rồi máy chạy ok full chức năng nha anh em ha, máy này chạy ok full chức năng. À, rồi ok, thì con này em sẽ bán thân máy nha anh em, em không có vỏ pin, hết vỏ pin rồi, tính bán vỏ pin luôn mà hết vỏ pin rồi. Thì anh em nhiều anh em người ta cũng có pin rồi, thì mình cứ cần mua cái thân máy đi cho nó rẻ, nó đỡ được tốn được 50.000 nha anh em. Thì con này em sẽ bán là 230.000 nha anh em, số 34 nha, 10k nha anh em, 230k anh em chuyển khoản, em vẫn bao ship nha, máy em chưa vệ sinh nha anh em ha, ngoại hình máy nè. Cái này anh em về lấy cước chà ra là nó hết nha, cước xanh đó nè, chà ra là nó hết ha. Thì nó hơi dơ, ngoại hình nó hơi dơ chút xíu là tại vì em không có rửa gáy hết trơn anh em, thì em cứ còng nó xuống thì em khui bao ra, rồi em mỗi nào mấy pin ra bán mấy pin, mấy điện em bán mấy điện nha anh em ha. Thì đây đầu không kẹt hết trơn ha, anh em cứ việc giờ có pin đút vô là xài nha anh em. Không cần phải đắn đo gì hết nha. Thì cái thiện này em giới thiệu thì cái thứ nhất là em giới thiệu hơi nhanh chút xíu thì mong anh em thông cảm ha, thì có cái nào sơ sót thì em cũng xin lỗi anh em trước luôn nha. Rồi số 34 230.000 nha anh em, cho qua đây. Đây em còn con phay nha anh em, con phay này là con phay của Makita ha, này là vỏ màu xanh ha, vỏ mũ. Rồi cái này là vỏ mũ, có cái mũi phay dính luôn nè anh em, cái mũi này là mũi phay gảnh anh em, phay chỉ ha. Đó, đầu chân chu đàng hoàng ha, máy còn nguyên bản zin nha anh em ha, Makita nè anh em đó ha, 350W nha anh em, 30.000 dòng nha, điện 100V anh em, nhớ giúp em là mấy em điện của em là điện 100V hết nha anh em, anh em muốn xài điện 220 thì mong anh em á là anh em đi lên giúp em cái nha, còn em thì em không có lên nha, em để nguyên zin vậy đó anh em. Rồi bây giờ em sẽ ghim điện cái nha anh em, đây ghim ru luôn. Ha, máy chạy êm ru nha anh em ha. Đây là có cái chỉnh nè, cái này là cái đầu tháo nè, để mình chỉnh lên chỉnh xuống nha anh em ha. Đó, chỉnh lên chỉnh xuống nha. Rồi ha, con này đẹp á anh em, con này đẹp ok á, con này ok luôn á nè, cho anh em coi sơ ngoại hình cái ha, để em rút cái này ra cho anh em coi chi tiết hơn ha. Thì cái nào mà có ấy thì ha, đó ra xanh lè đã lắm nè ha, nhìn cũng thấy nó phơi phơi á con này á. Rồi này là anh em tốt nhất cái gì, anh em để điện 100V về anh em xài anh em ơi, nói sao mình để vậy mình ấy làm gì, mấy con này anh để nguyên tin vậy anh xài, anh em xài 5 năm 10 năm bình thường luôn, xài không ấy đâu anh em chịu khó coi thang thôi anh em, khi nào thang nó hết thì anh em nhớ thay là được, là máy nó sẽ bao bền cho anh em luôn ha, chứ anh em đừng để mà nó hết thang rồi nó đá lửa tùm lum là nó sẽ không bền nha. Thì em nhắc vậy đó anh em, mà anh em nào biết rồi thôi, không biết thì làm như lời em nói vậy đó ha. Thì em cũng phải hay ho gì đâu, cái nào em biết thì em nói, không biết em đâu dám nói phải không anh em. Rồi cái này con này em sẽ báo giá luôn nha anh em, cái này là con số 35 nha, con này 35 480.000 nha anh em. Anh em về vậy con này á, anh em chỉ cần vệ sinh sơ một cái là anh em xài ha, tại vì con này còn rất là đẹp ha, rất là ok luôn nha anh em ha. Thì con này nó có cái mũi này luôn nè anh em ha, có cái mũi nó nổi lấy cũng còn bén quá trời nè anh em ha, mũi này cũng mũi Nhật luôn á, mũi nó dính nguyên ấy vậy đó anh em ha. Thì để em rút này ra rồi cho qua đây một chút xíu, rút sau để làm mất thời gian của anh em ha. Số 35 nha anh em, 480.000 nha, anh em chuyển khoản em vẫn bao ship ok nha anh em, máy thì chạy chân chu im ru nha anh em, không có vấn đề gì hết đó. Còn cục hơi anh em, cục hơi này em đã tháo ra kiểm tra rồi, trong trọng còn ok hết nha anh em, nhưng em chưa thử chạy thôi, em chưa thử chạy thôi anh em. Thì cái này nó có hai cái chu ghim này, không biết sao em thử cho nên em không có thử luôn nha anh em đó, em không có thử luôn, em bảo đảm với anh em là nó sẽ chạy ha.
Đó thì em bao chạy cho anh em ha, cái này là em bao chạy cho anh em ha, tại cái chui nó nằm vậy em đâu có ghim được anh em. Đó, em đâu có ghim được, em đâu biết đường đâu ghim ha. Thì cái con này là con một con bên là hút hơi vô nè, một hơi bên là thổi hơi ga nha anh em. Con này á là em nghĩ là nó là nói là một là nó bơm thổi hồ cá anh em, nó bơm áp suất thổi hồ cá ha. Thì con này là điện 100V nha anh em, công suất của nó là cho anh em coi sơ tem cái nha. Đâu rồi, watt của nó là không thấy chưa anh em. Đúng, 30W anh em, đây để 30W nè ha. Rồi, chữ gì không luôn. Chữ Nhật, chữ Tàu, chữ tùm lum luôn ha. Rồi. Thì con này em sẽ bán là 400 ngàn nha anh em. Anh em nào xài đồ Nhật thì mình chơi nguyên bộ sưu tầm đồ Nhật anh em. Đồ gì hút bụi nè, quét cỏ này kia nọ các kiểu, mình trong nhà mình xài điện 100V cho nó an toàn nha anh em. Ha, cái này em ghi số 36 nha. 36 con này là em bao chạy cho anh em nha, em bán 400 ngàn nha anh em ha. Máy ok, bên trong còn ok luôn nha anh em ha. Em nói cái nào là cái đó anh em. Anh nói ok anh em. Đó. Không phải là nó đẹp như mới thiệt nhưng mà nó còn rất là ok, nói chung là anh em xài vô tư, khỏi nói, khỏi đắn đo ha. Rồi con này em số 30 là 36 là 400 ngàn nha anh em, chuyển khoản em vẫn bao ship nha. Con này tầm khoảng cỡ 2 kg đổ lên nha anh em ha. 2 kg tới 3 kg, con này 2 kg tới 3 kg, tại vì nó là nguyên cái vỏ này bằng nhôm nè anh em. Trong đây nó có cái đồ, có cái bê tông trong đó đó anh em, bê tông mà cái dạng như da anh em, bê tông da á nha. Đó, thì nó sẽ đánh hơi trong đây. Đánh này, anh em mở cái nắp này ra thì anh em sẽ thấy ha. Đó này điện đây là công tắc này ha. Rồi em cho qua số này nha anh em, số 36 là 400 ngàn nha anh em. Rồi em qua số 36 nha anh em, rồi tới con số 37 nha. Con số 37 này là pin, pin thì con này á để em lấy đợi em test cái test cho rồi để mất công test qua test lại nữa. Rồi thì bắt đầu em ghim điện rồi nha anh em, thì cái con này là con số 37 nha anh em ha. Đó, ok chưa? Đầu không kẹt nha anh em. Ok ha. Con khoan này là con khoan 9.6 nha anh em, 9.6 hàng xuất Nhật nha anh em ha, hàng xuất Nhật. Rồi thì để em rút điện ra cái anh em, rút pin ra chứ. Rồi thì con này em bán là thân máy nha anh em, về về có pin, có anh đợt trước mua đó có pin, nó về cứ để vô xài ha. Cái con này em bán 150 ngàn, chuyển khoản em vẫn bao ship luôn nha, 150 ngàn chuyển khoản, cái tiếng đều muốn hết luôn rồi, chuyển khoản mà bao ship cái hết cái cây này luôn rồi anh em ơi ha. Cái cây này dư thiếu đều muốn cho không anh em luôn ha. Thì rồi em bán là số 37 150 ngàn nha, nên cho qua nhanh em. Rồi thì con này là con để em tháo pin ra cái ha, con này pin này nó bị bể một chút xíu đây nè anh em ha, bể chút xíu đây nè. Thì con fan này là nó có 8 cấp trượt, một cấp 8 9 cấp trượt ha anh em, một cấp fan ha, 9 cấp trượt một cấp fan, thì cấp cấp của nó tính từ đây nhanh nè ha, cấp nó tính từ đây. Thì anh em đợi chút xíu quay này qua đây cái cho nó gõ gõ cái ha. Thì con này của Đài Loan hay sao á anh em ơi ha, con này của Đài Loan hay sao á. Rồi thì để em thử máy luôn nha. À được tóc này anh em không, con này chạy em gu rồi ta. Đó đảo chiều, đảo chiều điều tóc đó anh em, điều tóc siêu mượt luôn không. Đó dục rồi, cái đuôi của em nó bị dục. Ok ha, đầu kẹp này đầu kẹp 10 lê nha anh em, nó có gồng 8 cấp trượt một cấp phang nha anh em ha. Thì gọi nó đơn giản là vậy thôi. Thì con này cái bể vỏ pin nó 17 chút xíu trong đây nha anh em, 17 chút xíu trong đây. Con này là 12V. Thì anh em máy này em chưa vệ sinh nha, anh em về vệ sinh lại giúp em với nha. Đó. Này 17 con máy ở đây nè anh em. Về vẫn xài ok anh em. Anh em về đẩy nó ra về vẫn xài ok, giá rẻ mà. Bao anh em xài ok, khỏi lo. Anh em về khoan mở vít đồ này kia nọ là vô tư nha anh em ha. Anh em khoan, anh em thân máy gió pin nha anh em, gió pin bị mẻ đây chút xíu, thân máy gió pin 200 nha anh em về tự đóng pin để vô ha. Rồi con này là 38 nha anh em ha, 38. Rồi cho qua số 38 nha anh em ha. Đây đây em còn cái cưa lọng nha anh em ha. Thì em có máy cắt gỗ này kia nọ các kiểu anh em, em cứ cần cái gì cắt gỗ 165 190 gì em có nha anh em, 265 nha anh em ha. Đây là cây, cây này là cây cưa lọng của, này là của hàng xuất Nhật, cái này hiệu của nó là, mã của nó là SGS 350 nha anh em ha. Máy này có điều tóc, có chỉnh lực luôn nha anh em, có chỉnh nái trên cò luôn, chỉnh nái trên cò luôn nè.
chỉnh tốc độ nhanh chậm trên cò luôn nha anh em ha. Thì đây để mở cho anh em xem nha. Thì con này nó có điều tốc nha anh em. Rồi. Anh em chỉnh lại. Thấy nó thục không? Anh em thấy nó thục ghê không? Đó. Cái này là mình muốn dặn lưỡi là mình dặn ngay hai cái lỗ này nha anh em ha, dặn hai cái lỗ đó. Thì ở đây nó có cái đồ chỉnh lưỡi nè. Lúc cái này dặn vô hai cái lỗ này nha anh em ha, dặn hai cái lỗ này để anh em mở lưỡi tháo lưỡi nha. Đó, nó là như vậy. Còn đây là cái lỗ hút bụi ha, cái lỗ hút bụi hút từ trong này nè anh em. Đó. Rồi, con này dây nhỏ đâu còn nguyên xiên chân nha anh em. À đây tem nó đây. Cái này giống hiệu xít á anh em, cái này giống hiệu xít á. Thì Tokyo gì 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 cái hình mẫu mã này giống hiệu xít đó anh em ha. Thì đây nó có chỉnh lực, đây là lớn nhỏ nè anh em. À, anh em muốn chỉnh lớn thì để vô cộng rồi chỉnh nhỏ lại để vô trừ nha. Rồi. Thì con này là nó bao nhiêu watt đây? Con này là 350W nha anh em. Ha, 350W điện 100V anh em nhớ giúp em là điện 100V nha. Cái này dây nó cũng khá dài anh em, dây nó tầm khoảng cỡ 4 mét ha. Thì nhắm vậy thôi chứ không chính xác mấy đâu. Nhắm vậy thôi, cái này nó có đồ bảo vệ nè. Thì có đồ mở lưỡi đầy đủ, nói chung anh em cứ việc mua lưỡi về là anh em gắn vô là anh em ấy thôi. Thì anh em ấy thì anh em có lọng thì anh em mở ra anh em để lưỡi vô ha. Rồi, thì anh em trước khi anh em xài anh em vệ sinh giùm em lại một cái nha. Rồi cái này là con số 39 nha anh em. Số thần tài đó anh em năm nay. Rồi số 39. Rồi số 39 em bán là 350 nha anh em. Ha. Số 39 em bán 350.000 nha anh em ha, có dây nhỏ đầy đủ luôn ha. Đó. Con này khá dài anh em ha. Cái con này là của Makita anh em ha, pin của nó nè. Pin nó là pin Makita nè anh em ha. Thì con này nó hơi bẩn chút xíu nha, con này nó hơi dài nữa. Đó, con này hơi bẩn nha. Thì con này hồi nãy em có tháo ra coi rồi chạy á, cái motor nó là mình phải quay tiếp nó mới chạy nha. Quay tiếp nó mới chạy, nó có cái motor chậm á, quay tiếp nó mới chạy. Cái này xài pin 12V nha anh em, của Makita ha. Đó. Con này khá nặng nha anh em, tầm 4-5 kg nha anh em ha. Tầm 4-5 kg á ha. Rồi. Ok chưa? Rồi con này em bán á, là anh em về á, tại vì cộng dây cái motor này nè, cái đầu đó là hoạt động ok, nhưng là cái motor của nó á, là cái motor của nó là mình phải quay tiếp nó cái nó mới xoay nha anh em. Quay tiếp nó cái mới xoay, nó nghiêng có nó có 3 cộng rồi nó đứt cộng hay gì anh em mở cái đuôi ra anh em hàng cộng nó vô là nó chạy bình thường à. Tại vì em cũng gặp trường hợp đó hoài anh em. Em nghĩ là vậy. À. Rồi cái này em sẽ bán 350 nha anh em. Em có tháo ra kiểm tra rồi anh em, thì nó như em nói vậy đó, nó đứt một cọng dây trong giao đuôi motor anh em. Thang bọng rồi còn ok ha, đầu bọng rồi cũng còn ok luôn. Nó chỉ có cái motor đó thôi, motor đó hình như là 550 hay là 7 755 hay sao đó motor đó nha. Số 40 350k em bán sát nha anh em. Cái này em không tính chạy nha, là tại vì cái motor nó bị vụt cái nó dẫn, motor nó dẫn chạy nhưng mình phải xây nhẹ cái nó mới chạy ha. Đó là vậy, cũng như là mình đề ba tiếp nó vậy đó anh em, mình không có cục cao ba mình đề ba tiếp nó vậy đó ha, như mấy motor lớn vậy đó. 350.000 nha anh em, con này khá dài nha anh em, con này dài con này dài bộn à ha. Đó nó dài tới đó luôn đó ha. À, con này tính ra là nó khoảng cỡ 1m2 1m3 anh em ha. Thì nữa em gói hàng cho anh em á, anh em mua em gói hàng á thì em sẽ cuốn lại ha. Rồi rồi em cho qua nha anh em, thì mấy pin nè. Đây con này bị gãy thân nha anh em. Cái này là nó chỉ có 19.6 thôi, nhưng em nhét pin 12 vô nha anh em, để bán cho anh em luôn cái vỏ pin, nó về anh em cứ đóng pin, việc đóng pin là xài thôi ha. Máy chạy ưng gu nha anh em. Đợi điều tốc nè, đảo chiều. Nào. Chạy ok, không có cần đắn đo gì luôn anh em ơi. Đây để em gõ búa cho anh em vài cái ha. Ok chưa? Cái nó búa nó gõ như là đóng đinh vậy anh em ha. Rồi cái này là máy em chưa vệ sinh, nó bị gãy thân nha anh em. Em bán thân máy giao pin về anh em gia cố là anh em xài ha. Rồi, thân máy giao pin, rồi cái vỏ này xong là 50.000 rồi nha anh em. Rồi cái này thân máy giao pin em bán 200 nha anh em. Này con này là chỉ 9.6 thôi, nhưng mà cục pin 12V ha, thì chừng nữa anh em đóng 9.6 này cũng lên 12V nè. Con nào cũng vậy thôi. Thì cái này là em bán có kèm theo cái vỏ pin vậy nè, để cho anh em về anh em cứ việc về là anh em bỏ vài cục pin vô là anh em xài ha. Thì hồi nãy là con số 40, giờ tới con số 41 nha anh em. Số 41. Số 41 của anh bán 200 nha anh em ha. 200 chuyển khoản em bao ship nha anh em. Này thân máy vỏ pin rồi cái vỏ nó không 50.000 nha anh em.
cái vỏ này khá ok nha. Đó. Không, cái này là nó bị vướng hai chỗ này chút xíu nè anh em ha, em phay hai chỗ này ra xong em nhét vô, ok cũng ngon lành lắm chứ bộ. Nhưng con cái bị gãy thân nha anh em ha, bị gãy một bên thân nha, nó gãy một bên thân. Bên đây có chút xíu anh em về dán keo gia cố lại ha, đó thấy không, ok chưa đó, thấy không, máy thì full chức năng nha anh em, máy em chưa vệ sinh full chức năng. Rồi em cho qua con số 41 nha anh em, 200.000. Rồi em tới con cua lọng nha anh em, cua lọng này là cua lọng pin của Hitachi 18V. Thì em bây giờ em không có pin 18, em sẽ để pin 14 nha. Đâu rồi, pin 14 nó mất tiêu rồi. Rồi khi cua lọng này là 18V nha anh em, thì em sẽ để pin 14 nha. Cua lọng này còn hơi dơ nha anh em ha. 18V là thấy rõ còn một mộm luôn nè anh em. Đó, ha, 18V công suất của máy ha. Đây 18V 2.100 vòng một phút nha anh em. Đây là hàng xuất Nhật nha anh em. Ngoại hình hơi dơ, em chưa rửa ráy hết trơn nha anh em đó. Em chưa rửa ráy hết trơn, hơi dơ, anh em xài thì anh em không cần ngoại hình, thì anh em cứ mua về vệ sinh sơ là xài. Thì em bán giá hợp lý để cho anh em xài luôn ha. Đây, con cưa này là nó full chức năng anh em, nó không có vấn đề. Nó không có vấn đề anh em ha. Nè, điều tốc. Lọng nhảy nhảy luôn nè. Thì cái này đó anh em muốn chỉnh ra chỉnh vô á, anh em muốn chỉnh ra chỉnh vô là anh em chỉnh dưới cái lỗ chỗ này ha anh em ha. Cái này mờ quá vậy ta ha, chỉnh dưới lỗ này. Thì cái đầu này là nó hơi xé chút xíu nha anh em, về xịt G7 vô là xài ha anh em. Cái này nó có gài nhanh nha anh em, gài nhanh ha anh em, bẻ ra, anh em bẻ ra vậy nè, anh em đút cái lưỡi cưa vô anh em gài lại là xong là ok ha. Thì cái con này là thường thường là để người ta cắt sắt cắt ống này kia nọ nên anh em cắt cái đồ lớn lớn đó, hoặc là anh em muốn cưa cây lớn lớn thì anh em để lưỡi dài ra, để lưỡi 3-4 tấc gì đó anh em cưa ha. Thì đó là con này nó vậy, ngoài hình nó vậy ha. Cái này là em chỉ bán thân máy thôi nha anh em ha, thân máy chưa vệ sinh, máy chạy full nha anh em. Ok, để em cho chạy mấy cái nữa đi. Nào, đi tóc anh em mượt tuyệt vời luôn không. Đó, cái này là nó hơi khô mỡ bò trong đây nha anh em, khô hơi khô mỡ bò nó hơi khô mỡ bò chút xíu. Rồi thì con này là em bán thân máy nha anh em, không có pin có bọng gì hết trơn á. Thì anh em chỉ có pin 14, mà cái này là pin máy 18 cho nên em có pin 14, em để pin 14 em thử nha. Rồi rồi thì con này là con số 42 nha anh em, số 42 cưa lọng của cưa kiếm của Hitachi 18V 42. Rồi con này em bán là 600 nha anh em nha. Máy chạy full nha anh em, về vệ sinh là xài nha anh em. Thân máy 600 nha anh em, cái cưa vậy mà có 600.000, trời rẻ gì đâu rẻ ha. Thì nói chung là anh em cứ việc về vệ sinh là xài thôi, đầu bọng này kia nọ còn đầy đủ ha. Đó, thấy không, vô nhớ vô mới nhớ bỏ bò đồ đàng hoàng nha anh em ha. Thì đó, thì máy thì full rồi, đây nó hơi chốc nè anh em, nó hơi chốc về dán vô nha. Rồi 42 600.000 nha anh em, cưa 18V Hitachi. Rồi em cho qua cưa 18V lên đây, em còn cái cây phay, phay chỉ nữa anh em, phay chỉ nó có mũi luôn nha, phay chỉ có mũi luôn nha, có cỡ chỉnh luôn nha anh em, cái này của Makita luôn nha ha. Con này thân mũ, con này thân nhôm nha anh em, con này thân nhôm, này là vỏ ngoài là mũ, ở trong này là nhôm. Cái này là mũ nè anh em ha, cái này là bằng phíp nè, cái mặt này là bằng phíp ha. Cái này có chỉnh cỡ nha ha, anh em chỉnh muốn chỉnh cỡ chỉnh sao cỡ chỉnh ha. Đó, anh em muốn chỉnh tùy ý anh em ha. Thì anh em làm anh em biết nha, chứ em này em không gành vô này đâu. Một cái này kéo vô nè anh em, kéo nó vô nè, dặn nó ra nè. Nó anh em chỉnh nhiều anh em dặn ra ha. Thì anh em dặn ra hết cỡ xong anh em siết này lại ha. Đó, siết này lại là cứng ha. Đó thì cái lưỡi nó có mũi chỉ trong dính trong đó luôn ha. Đó. Thì cái này nguyên si của nó vậy đó anh em ha. Ok chưa, đây coi công suất của bao nhiêu watt của nó luôn ha. Con này 380W nha anh em, con này 380W nha, có cỡ rồi đầy đủ nha anh em ha. Nó cứ việc mua về là vệ sinh sơ là xài nha anh em, điện 100V nha. Cái này của Makita anh em nhớ giúp em là điện 100V nha anh em. Rồi bữa nay em bán điện hơi nhiều nha anh em.
Rồi con này chạy vẫn ok nha anh em, không có vấn đề gì hết nha. Đó thì em đã test cho anh em xem rồi, nó chạy ok ha. Cái này là con của Makita thì em sẽ lại báo giá luôn nha anh em. Thì rồi, con này là số 43 520.000 nha anh em. 520k nha anh em, ghi hồi bấy nhảy hết trơn luôn. Rồi cái này là con phay chỉ của Makita ha. Thì nó có cỡ có gì đầy đủ ha, em bán 530.000, có 520.000 nha anh em, chuyển khoản em bao ship nha. Thì con nào chuyển khoản em cũng bao ship cho anh em. Đó, thì con nào mà phụ ship em bự quá phụ ship em thì em báo ha. Rồi, thì bây giờ em tới con này là ủa. Rồi, con này là con bắn đinh u của mắt nha anh em, bắn đinh u của mắt ha. Để em lấy cục pin mắt nè. Đây em có cục pin nè, 14V nha anh em. Pin đây là 14V ha, pin mắt 14V ha. Rồi thì anh em bắn thì anh em nhớ nhận vô cái gì đó giúp em cái nha. Anh em nhận được cho cái cò này anh em, cái chốt an toàn này anh em ha. Thì cái đây là chế độ phá cò nha anh em, gài xuống vậy là tất nhiên nó bấm không được nha. Thì anh em ấy lên nó sẽ bấm ha ha. Khi nào anh em bấm không ăn lên anh em nhận cái mỏ này xuống nó bấm mới ăn ha. Giờ em test nha. Thấy không? Thì trong đây nó không có đinh anh em. Trong đây không có đinh ha. Đinh này là U10 á anh em. U10 hay sao á, em ông ấy ha. À, anh em coi sơ cái này cái rồi anh em mua ha. Anh em coi cái thông số cho chi tiết cái đi hả mua ha anh em. Ồ mắc in sao băng luôn rồi mới ghê nè chứ. Thấy không? Giỡn hoài. Thấy không? Mã của nó nè anh em, đây là cái mã của nó nè ha. Thì đinh này nó khoảng đinh 10 anh em. 10 á anh em, 10 á ha. Đó thì các anh em cho anh em coi sơ ngoại hình ha, máy hoạt động ok trơn tru nha. Thì anh em nhớ về vệ sinh ga nha. Thì nhiều khi em để ngoài bãi á thì nó hơi xét xét xíu, anh em về đánh nhẹ cái ga cái nha. Đó ha, nó hơi dơ xíu anh em ơi ha. Mong anh em thông cảm giúp em, anh em vệ sinh lại giúp em cái nha ha. Đó thấy không? Thấy không? Cái này nước nó hơi ngấm ngấm chút chút nè anh em ha. Về đánh ga giúp em cái nha. À, rút cái này ra nó có cái đèn báo trọng anh em ha. Thì máy thì vẫn hoạt động ok anh em, nhưng mà có anh em đút cái này vô nhiều khi nó bấm cái hai cái nó đó không được đó, cái nữa nè cái nó hết ăn đó không, bấm được hai cái nó nghỉ ha. Đó, hồi nãy em bấm được, giờ tự nhiên nó vướng gì đó em không biết vướng gì nha anh em. Thôi em bán 450 nha nha anh em. Thì em thấy là nó bắn được đó anh em nè, nó giấu nó bắn nè nè, anh em coi dấu nó bắn nè. Đó tất nhiên là bắn như vậy tất nhiên là nó có dỗ rồi dỗ, nhưng mà tại vì con cái là không có đinh thôi anh em, có đinh thì nó sẽ ra đinh ha. Thì em không có gành vụ này đâu anh em ơi, không có gành cái con này đâu. Rồi em bắn đại nha anh em, thì máy em đã test cho anh em xem rồi đó. Rồi thì con này là con số 44 nha anh em, số 44 450k nha anh em, rẻ hơn thị trường hơn gần 200.000 nha anh em ha. Thì anh em về vệ sinh ra với lại kiểm tra lại xài ha anh em, máy thì còn hoạt động nha anh em ha. Đó em bán 450.000, bán đinh U10 nha. Anh em nào sửa, anh em nào lợp yên nè, lợp bàn ghế này kia nọ đó, anh em nên mua con này về sử dụng ha. Với lại nó pin 14V dòng mắt ha anh em, nó dòng nó là dòng đời cao nha. Rồi thì con này em cho qua nha anh em, cho anh em coi sơ ngoại hình cái rồi em cho qua con khác nha. Cái này là số 44 450.000 nha anh em ha. Rồi cho qua. Đây em có một cái đèn pin đánh ghen anh em ha. Thì anh em về coi vệ sinh cái công tắc đầu lại ha. Thì khi nào bùng bùng mình đi đánh ghen cũng được anh em, mình có đèn pin mình gọi anh em ha. Thì con này em thử nó không cháy đèn nha anh em, em thử nó không cháy đèn, bóng đèn nó còn hai bóng nguyên nguyên, bóng đèn nó còn hai bóng nha. Đây bóng đèn nó còn hai bóng, em cảm thấy là hai bóng nó không đứt, mà em nghĩ là con này nó không có gì hết trơn ngoài cái công tắc này bị lâu ngày quá nó dơ thôi anh em ha. Dạ anh em thấy còn trắng tư không, nó có cái miếng này ở ngoài nó cũ nè anh em. Thì anh em về anh em cảm thấy nó dơ á, anh em rửa không sạch á thì anh em lấy kiến để vô ha. Kiến này là kiến 3 ly hay 2 ly gì đó tùy anh em, để muốn để mấy ly anh em để ha. Thì mình cái cỡ này là anh em để được mấy ly cũng được hết ha. Rồi cái này em bán 180.000 nha anh em ha. Thân máy vỏ pin luôn nha, thân máy vỏ pin, cái thân của đèn pin với cái vỏ luôn nha. Cái vỏ pin này hết 50-60.000 rồi anh em ha. Rồi em bán là số 45 anh em chuyển khoản em vẫn bao ship đàng hoàng nha anh em. Đó không, đèn pin nào 180.000 mà được có vỏ pin luôn anh em ha. Thì cái này là của Ryobi nha anh em ha. Đó Ryobi nha anh em ha, hàng là chuẩn xịn sò nha. Anh em nào mua cái dòng xài thích dòng Ryobi thì anh em nên mua một cây này về cho nó sở hữu cho nó đủ bộ ha anh em. Rồi em cho qua nha anh em, số 45 180.000. Rồi em tới con số 46 là cây khoan nha anh em.
Đây là cây phan, đây là cây phan tường. Phan tường loại công suất nó cũng lớn nha anh em, công suất nó 500W nha anh em ha. Mã của nó là má tét gì nè, bô cô bô hả đó, em không biết đọc nha anh em. Trời, cái gì mà tới 44.000 vòng như vậy, 44.000 vòng gì ghê gớm vậy ha. Để em giặt cho chi tiết cho anh em xem ha, tại vì đầu bãi nó bị chạy chóc vậy đó anh em ha. Đây là 5.000 vòng nè anh em, thôi test máy vòng qua quá để mà anh em mất thời gian, mong anh em thông cảm nha. Rồi có điều tóc nha anh em, điều tóc nè. Ủa, ghê không, này là hai chế độ nha anh em, một phan một búa nè anh em đó, một phan một búa nè. Đây đảo chiều nha anh em, đảo chiều đó, ok chưa đó, hàng bãi Nhật vậy là ngon lành nha anh em. Đây có chỉnh lực luôn nha anh em, đây có chỉnh trên cò luôn nha anh em. Đầu kẹp 13 ly nha, đầu kẹp 13 ly đầu sắt ha. Đây có tay nắm rồi, đầy đủ rồi, hình như là nguyên combo rồi đó anh em. Rồi cho nên nó vậy đó anh em, để ok. Rồi quấn lại báo giá luôn ha. Đây con này em bán 350.000 nha anh em, khoan đầy đủ chức năng không thiếu gì hết anh em. Khoan sắt, khoan búa, rồi chỉnh lực, rồi đảo chiều, rồi điều tóc, đầu 13 ly nữa thì hết bài luôn rồi anh em ơi. Con này khoan này là hết bài luôn rồi ha. Ha, 350k hàng xịn sò luôn. Rồi còn số 46 nha anh em, chuyển khoản em vẫn bao ship ok cho anh em luôn. Đây em còn cây phan pin anh em, cây phan pin này để em thử cái nha, em chưa biết nó chạy hay không nữa đây nè. Rồi chạy ok nha anh em, để tóc nè. Gì đây vậy, cái tem anh em ha, cái tem để tóc nha anh em. Đảo chiều nằm đây nha, ở đảo chiều nằm đây, đây là chốc nhanh chậm nha anh em ha, đây là cấp nhanh chậm. Điều tóc nè, điều tóc siêu mượt luôn. Đây là tôi chậm ha, tôi nhanh nè, nào đảo chiều rồi. Ồ, con này là đầy đủ luôn anh em, full chức năng nha. Thì con này là full chức năng thì đây em Makita nha anh em, đây là 96 nha anh em. Con này 3.500 vòng phút nha anh em ha, con này 3.500.000 vòng phút, tôi chậm nha anh em, tôi nhanh là 1.000, tôi nhanh hình như là 1.001 nè anh em, tôi nhanh nó là 1.001, bây giờ tôi chậm 350 vòng phút ha. Cái con này là đầu nó còn bóng nhưng mà nó muốn nó kẹt anh em, đầu còn bóng nó kẹt ha. Anh em về vệ sinh cò giúp em, ôi vệ sinh đầu giúp em chút xíu nha. Rồi thì con này em bán rẻ rẻ, em chưa vệ sinh, em chưa rửa gáy cho, nhìn con nhìn cũng hơi ghê ghê anh em. Đây có nó có 5 cấp trượt cho anh em, 5 cấp trượt 1 cấp phan này nha đó, đầu kẹp ô tô lóc luôn nha anh em. Anh em về xịt G7 anh em khó khỏ nó ra rồi, em ở đây em cũng xịt G7 khó khỏ thôi chứ. Rồi em cái này là con số 47 nha anh em. À, cho 47 thân máy gió biên 96 là em bán 200k nha anh em, máy full chức năng nha anh em, điều tóc đầu đầy đủ nha, có kẹt đầu gạt đầu anh em về khỏi sơ sơ chút xíu nha. Chứ con này ai bán 200 anh em ha, anh em chuyển khoản cái nữa muốn phọc rồi anh em ha. Rồi cái này là của Makita này, máy còn ok nha anh em, đầy đủ không thiếu gì đâu nha anh em, móc bọng rồi nè, điều tóc đảo chiều rồi, cấp nhanh chậm nè, cấp trượt rồi là ok, đầu kẹp ô tô lóc nữa ha. Thì đầu nó còn mới nha anh em, cái đầu nó còn mới cho nên anh em về xịt khỏi cho nhẹ nhẹ cái nó ra rồi ha. Thì rồi cái này con máy mà chưa vệ sinh, chưa mở cái tháo gì trơn nha anh em, thì anh em coi nào vừa ý thì alo giúp em ha, thương em ủng hộ giúp em, thương em trong xin một like lượt đăng ký nha anh em. Rồi em cho qua nha anh em, đây em có con bào điện nha anh em, đây con bào điện là dĩa là cái lưỡi nó hơi dài nha anh em, để em đo cái lưỡi trước em nó ghim điện ha. Con bào này là để dành cho anh em làm thợ gỗ anh em phá mặt bàn nữa anh em, phá mặt bàn là dách luôn. Rồi thì bây giờ em đo lên thì em, rồi con này là dĩa của nó là 13 năm nha anh em, 13 năm nha anh em, thấy không, thấy em chỉ không đó, 13 năm nha, nó nặng lắm anh em, con này có 9kg anh em, luôn dây là có 9kg á, à 13 năm nha. À thì cái đầu này rất là láng nha anh em nè, em có đánh sơ chỗ này nè anh em, cho anh em về nó láng, cho anh em về anh em xài cho nó sướng nha ha. Đó nhìn thấy nó láng nó phơi lắm anh em, gờ nó đã lắm, ốc còn lên 7 màu luôn nha
ốc còn 7 màu luôn nha anh em ha. Đó này em đã đánh sơ ra, tại vì anh em á, anh em biết sẵn là đồ nó không cũ nhưng để lâu với nó bị oxy quá anh em, thì để cho nó đủ 10 năm thì nó mới chuyển chuyển về Việt Nam được anh em, qua hải quan được, thì cho nên là cái những cái đồ nhôm nó sẽ bị oxy quá anh em, thì anh em về đánh sơ cái anh em xài ha. Đó nó gật láng ok nha, chứ không phải mà nó sần sừ đâu nha anh em. Thì cái này em quay mặt trên cho anh em xem ha, rồi em sẽ test máy nha. Thì bây giờ là em sẽ cho anh em coi thông số nha anh em. Em có con tay nó nặng lắm anh em ơi. Rồi cái này là điện 100V nha anh em. Này là 16.000 vòng. Này là lưỡi 136 nha anh em, 3 ly nè, đó 10A. Là bao nhiêu watt vậy ta? Không có thấy. À. Thì con này nói chung là bự anh em, dây nó là khoảng cỡ dây này nó là nó khoảng cỡ dây này là em câu vô nha anh em. Nó về nó cắt dây hết trơn nè ha. Dây này em câu vô. Rồi, dây này bự nha anh em. Dây này to à. Dây này về để cho anh em về xài cho nó an toàn anh em ha. Dây này là 10 ly anh em. Còn dây 10 ly ha. Rồi giờ em sẽ ghim điện test cho anh em xem luôn ha. Đây, dùng dây qua bên. Test. Đây không? Đây không? Nặng lắm anh em à. Đó. Rồi. Ok chưa? Em cho nó ngừng cái anh em à. Rồi. Thì cái lưỡi nó nè anh em, lưỡi nó nè. Anh em về anh em tháo lưỡi ra anh em mài lại ha. Đó. Lưỡi nó còn thép còn nhiều nha anh em, thép nó cũng còn nhiều, còn khá ok luôn á. Thì em không có tháo mở cho anh em về em vệ sinh bên ngoài sơ sơ xong rồi em bán ha. Rồi cái này thì con này khoảng cỡ 9 kg nha anh em. Số nhiều quá em không nhớ thì anh em cứ alo anh em nói con gì làm biết nha. Thì con này em bán 900 nha anh em. 900k. Đồ hoạt động trơn tru hết nha anh em về vệ sinh xài nha. Rồi, vệ sinh là xài chứ không có vấn đề gì đâu nè. Thì em đã báo vậy là anh em cứ về vệ sinh là anh em xài thôi. Đây em có con máy mài của Makita nha anh em. Con này công suất hơi lớn à. Nhiều đâu mà lớn. 680W anh em. Con này nhỏ gì mà nó lên tới 680W ha. Rồi bây giờ em test ha. Máy còn ok nha. Rất là trơn tru luôn. Nè. Nào. À, ngoại hình nó hơi xấu nha, tại nó hơi dơ, em chưa có vệ sinh đó anh em. Em chỉ chàm nó chạy thôi. Con này bị mất cái nắp chỗ này nha anh em. Mất cái nắp chỗ này nè, chụp chỗ này nè. Đó. À, này của Makita ha. Hàng này là hàng chuẩn xịn sò rồi anh em. Giờ khỏi lo, em chỉ câu dây rồi này kia nọ thôi chứ em không có tháo gỡ, không có tháo mở rửa gáy gì trơn nè. Nhưng mà vậy anh em về vệ sinh lại giúp em ha. Con này là 680W, dĩa là điện 100, dĩa 100 luôn nha anh em. Điện 100, dĩa 100 luôn ha. Thì con này nó tầm hơn cả 2 tấc thôi anh em ha. Nó cũng nhẹ anh em. Nguyên chiều dài của nó chỉ có 2.6 thôi nè ha, nguyên chiều dài chỉ 2.6 thôi. Với lại vòng tay nó cũng cầm nè anh em ha. Anh em cầm thì anh em mài thế chứ anh em cầm vậy rồi đúng không? Anh em vơ vậy phải không? Đó, em thì em cũng làm vậy thôi. Đó, thì con này cũng giá khá là vừa tay ha anh em. Đó. Dòng này xài bảo đảm bao bền cho anh em luôn, mấy cái con này bao bền cho anh em luôn. Này, nhìn tem nó nè, anh em nhìn tem, anh em biết nhìn máy là anh em nhìn tem là hay không là biết là con này không mà hài cũ nha anh em. Cái tem nó được vậy là nó quá ok đó anh em, thật sự luôn, đồ bãi mà. Rồi thì con này em sẽ bán là 300.000 nha anh em. Em thương em cho em xin một like lượt đăng ký nha anh em, yêu mến em hơn nữa cho em xin một lượt chia sẻ, em xin cảm ơn anh em rất nhiều nha. Em ghi con 48 nha anh em, 300.000 nha, 300k nha anh em. Con em chưa vệ sinh, chưa có ấy gì trơn nha anh em. Đó, nói chung là máy em chưa vệ sinh, số 48 300 năm có 300.000 nha anh em. Rồi đây em còn có máy pin nữa nè, từ ha, đây em còn có máy điện. Đây. Đây, với em còn một món này nữa nè anh em. Đó. Với em còn cái này. Ha, thì cái này là đồng hồ đo áp suất, em không biết nó xài kiểu sao nha anh em. Em biết là đồng hồ đo áp suất thôi nha anh em ha. Đó. Ha. Thì này nè, cái giò nó hơi bị lên ten chút, chịu mở là mở cái đầu mở thì rất còn ngon anh em, tại vì em biết là cái nó còn hơi nặng nặng anh em, tất nhiên là cái cao su nó còn tốt anh em. Cái cây này nè, cái đầu mở phá của nó em không biết mở phá chiều nào nữa ha. Rồi thì cái này là cái đồng hồ đo áp suất nha anh em, thì nó không biết là cái nhìn số nha anh em nhìn lại giúp em với nha. Đó, nó là vậy đó, đó ha. Rồi này em bán 150.000 nha anh em, số 49 nha. Rồi 150.000 nha anh em. Chuyển khoản em vẫn bao ship ok hết anh em, khỏi lo đâu.
em không có cộng tiền ship thiệt, nhưng mà thí dụ như anh em chuyển khoản, nhưng khi cái món này em về vốn em vẫn bao ship cho anh em nha. Đó là vậy, em không có cộng tiền ship anh em, món đồ em không cộng tiền ship. 49 số 49 150.000 nha, anh em chuyển khoản em vẫn bao ship ok cho anh em nha. Thì hôm nay em còn mấy món để giới thiệu hết, anh em sớm xem hết tới cuối video giúp em cái nha. Thì có nhiều khi có hay ho, nhiều khi có cái hay ho sao anh em. Đây còn con Nati này còn khá ok nha anh em ha. Đó, đây em mua tôi còn 7 màu luôn nè. Đó. Cái còn 7 màu chứ không phải nhìn tưởng xét đâu mấy cha ha, 7 màu nha mấy ông. Rồi, bên đây cũng vậy nha. Em mấy em chưa tháo nha anh em test ok là em bán anh em. Test ok là em bán cho anh em ha. Anh em gì có về vệ sinh lại giúp em ha. Thì em bán em đã trừ ra giá vệ sinh rồi nha anh em. Rẻ hơn ta từ 150, 100 tới 150, có thể đến 200 luôn anh em. Đó. Đó không? Cái đảo chiều này nè anh em. Đó, cái đảo chiều này nè làm như nó dính dơ ở đâu đây nè. Nó qua nó hơi cứng chút xíu nha. Đó, nó vẫn có xài ok nè. Đảo chiều nè. Nào. Đó, qua đây. Qua chiều qua đây để em quay về cho anh em dễ coi ha. Em gu nên em bao im cho anh em luôn cái con này á. Con này em bao im cho anh em luôn á. Đó, cái này là em bán bao gồm là thân máy giao biên nha anh em, 250.000. Chuyển khoản em bao ship nha. Đó, 250.000 nha anh em. Số 50. Rồi em qua số 50 đi. Cái cây này á, nếu mà nói về anh em mà mua mới á, bèo lắm cũng 2 củ anh em, thật sự luôn. Cái con này mà được thép tốt mà xài chất lượng như con này là hơi bị khó nha anh em. Cái này là thí dụ như anh em xài ép dầu, ép bở, ép bún rồi đó nè. Anh em mua cái con này về anh em đẩy ha. Nó là vậy. Thì em chỉ biết là cái nó có thể là nó xài vậy tại vì em cũng thấy người ta xài á anh em. Cho nên ấy ha. Thì cái này là nó có hai cái lỗ nè anh em, hai cái lỗ, một cái lỗ hơi là đẩy lên, một cái lỗ hơi là đẩy xuống nha anh em ha. Một cái lỗ hơi đẩy xuống anh em mở quanh nào thì sẽ đẩy quanh đó ha. Thì ở đây nó có một cái dĩ sắt để cho anh em bắt luôn ha. Cái dĩ này dĩ bằng đồng á, lộn, bậy, dĩ nó dĩ bằng gan á anh em, cho anh em đẩy xuống anh em bắt ha. Thì anh em muốn tháo bốn cái này ra nha anh em ha. Thì nó là thường là người ta bán cho em mà anh em, người ta bán cái đầu này với cái đầu này với cái đầu này với bốn ngóc thôi, chứ cái miếng này người ta không có nha. Nhưng mà có cái miếng này rất là lợi hại nha anh em, nó sẽ cứng cáp đi cái những cái món đồ của mình xài ha. Thì anh em bắt vô một cái món gì đó anh em, bắt xuống gì nè anh em, dặn ngóc này nè anh em dặn xuống. Cái cốt này cũng khá to nha anh em. Để em đo cái cốt được bao nhiêu nha. Cây cốt này tầm khoảng cỡ 20 ly nha anh em. Cây cốt này khoảng cỡ 20 ly. Để em đo chiều dài luôn ha, chi tiết cho anh em dễ anh em ấy ha. Yêu anh em ơi, em không biết nó còn lên nữa không, em cũng không biết nữa. Rồi để đo cái chiều dài cái coi. Cái chiều dài mình tính từ lằn trắng thôi nha anh em, tính từ lằn trắng là một tấc mốt nha. Tính từ lằn trắng, còn cái găng em không tính, tính từ lằn trắng là một tấc mốt ha. Rồi cái chiều dài của cái này là 22 nha anh em, 22. Rồi chiều ngang của cái này coi. 8,5 nha anh em, 8,5. 8,5 luôn nha anh em. 8,5 vuông, chiều dài 22. Cái chiều này là một tấc mốt nha anh em ha. Rồi, thì cân nặng thì nó tầm khoảng cỡ con này là 3,8 kg nha. Rồi, thì cục này em sẽ bán là 500 nha anh em. Anh em về chế ép đồ nha anh em, ép dầu, ép mỡ rồi đó anh em ha. Ép dầu, ép mỡ, ép cái gì mà anh em cần ép là anh em cứ ép được ha. Nói chung là cái đồ ép là anh em cần ép là anh em mới ép được ha. Rồi thì con này là con số 51 nha anh em. Số 51 em bán 500 nha. Con này là tầm khoảng cỡ 4 kg, khá nặng nha anh em ha. Thì anh em lấy anh em cọc giúp em nha. Anh em thời buổi bây giờ cái con này mà anh em chạy đi mua mới hơi bị đuối nha anh em, được chỉnh sò như vậy ha. Tại vì cái con này là quan trọng nhất là cái ti này anh em. Cái ti này là tốt là ok ha anh em. Em cảm thấy cái ti này rất là ok luôn, thật sự. Thì em không biết là nó kéo lên tới bờ đầu ha. Đó, nhìn anh em. Không. Ồ, ngon lành luôn nha anh em, cứng thường như 3/10 luôn nha. Đừng đưa cho mấy bả xài nha mấy anh. Rồi em cho qua nha anh em. Thì đây là con số 51 mà ra lật ngược, số 51 500k nha anh em. Rồi em cho qua. Thì đâu rồi, em còn con máy cắt gỗ nè anh em. Con máy cắt gỗ này anh em thấy nó hơi cũ gì đó, là tại vì nó để lâu quá, nó oxy quá. Anh em nhìn bên đây nè, không hề cũ nha anh em ha. Không hề cũ đó ha. Con này công suất cũng khá lớn nha anh em. Không biết anh em thấy không, để em coi trước cái nha anh em. Điện 100V nha anh em, nhớ giúp em điện 100V, dĩa 160. Em không biết nhiều quá luôn rồi, gọi anh em nhìn tiếp em đi. Em không thấy quá rồi em nha em. Rồi 650W nha anh em. Đây 650W nè.
ha. Rồi giờ test máy luôn ha, nhanh gọn lẹ nha anh em. Thì máy này còn trơn tru hết trơn anh em ha, còn trơn tru hết, có lưỡi nó hơi xé chút xíu thôi, thì anh em về tháo ra ấy ha, lưỡi nó còn dần còn trơn tru, này là để dành anh em cắt như là cắt dán ép nè, đừng có cái lưỡi này nhỏ nó mịn anh em, nó cắt không có bung dán ép lên, còn dán kia mình cũng muốn cắt gọn, muốn cắt cái lưỡi nào mình cắt ha. Dây này cũng khá dài nha anh em, dây này khoảng tầm khoảng cỡ 7 mét nha anh em ha. Dây này rất là mềm, dây này dây silicon rất là xịn sò luôn ha, anh em về xài cầm cộng dây là đủ tiền nha anh em ha. Thì rồi bây giờ em sẽ test máy cho anh em rồi em kết thúc video tại đây nha anh em ha. Đây có thắng từ luôn nha anh em, ok chưa đó. Rồi máy khỏi lo đi anh em ơi, chạy ok rồi. Rồi em rút điện ra em cho anh em coi sơ cái máy cái nữa rồi em báo giá rồi em kết thúc video nha anh em ha. Chết luôn mà cầm cái điện thoại này có vấn đề à. Rồi em lấy nét lại, mỗi lần quay video là phải lấy nét lại, không cái điện thoại này nó làm như nó có vấn đề hay sao anh em à ha. Mong anh em thông cảm giúp em nha, nhiều khi có nó hơi mờ mờ thì anh em thông cảm giúp em. Tay xài điện thoại cùi bắp là nó vậy nha anh em ha. Thì đây nó hơi bong chóc chút xíu, cái này là cái màu vàng của nó nha anh em, cái màu vàng này là màu vàng của nó nè anh em, nhìn vậy em tưởng đâu cái màu vàng của dơ, không phải dơ anh em, nó chỉ chóc này thôi chứ màu vàng này là màu vàng của nó nha anh em, màu vàng này của nó. Còn cái này là nó bị sét anh em, nó anh em về đánh sơ ra, đánh tan sơ ra cái nữa là anh em xài ha, nó sẽ trơn tru cho anh em xài ha. Thì con này em báo giá luôn rồi em kết thúc video nha anh em. Hay anh em, con số này con số 52 ha, nó là cái cục vuông vuông. Rồi con số này con số 52 nha anh em, 52 500.000 nha anh em ha, 500k. Con này là có thắng từ luôn nha anh em, chạy ok, chạy ngon lành ha, anh em cứ việc về vệ sinh là xài ha. Thì video này là con này là cũng cuối cùng của em, thì clip sau thì em sẽ tiếp tục con 53 trở đi nha anh em ha. Thì mong anh em thương và ủng hộ ha, anh em thương em cho em xin một like được đăng ký nha anh em, em xin cảm ơn em rất nhiều nha. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ alo cho em số điện thoại là 0366093247 nha anh em, số điện thoại góc bên đây, giờ làm việc anh để góc bên đây nha anh em. Thôi chào anh em, hẹn anh em lại video tiếp theo nha.